Hello, lại là Sơn Sàm đây. Lại là cái mặt móc của Sơn Sàm đây. Ok, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mỗi Ngày Một Câu Chuyện, Bà Tám cùng Sơn Sàm. Vâng, mở đầu bản tin ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe một ca khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa. Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho em vui, còn ai cho em vui bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em thương nhiều, buồn tênh bên gác khuya vành hiu. Nhìn mưa rơi, mưa rơi, thầm mơ ta chung đôi, lệ vương trên mi môi thương nào nguôi. Biết, biết làm sao vui đêm nay, biết còn ai vui đêm nay. Mưa, mưa vẫn lạnh lùng mưa bay, ngăn cánh bọn mình đêm nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi em đêm, lòng thương anh khắc đi một đêm. Để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu ta cho nhau bao giờ quên. Kính thưa quý vị, ca khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa là một ca khúc đã gắn liền với một cái tên rất là đình đám, đó chính là chị Nguyễn Phương An. Hôm nay khi chị Nguyễn Phương Hằng đã rút lui, đã chính thức dừng lại cuộc chơi, thì chúng ta cũng nghe lại cái bản nhạc này một lần nữa để ôm lại kỷ niệm. Biết, biết làm sao vui đêm nay, biết còn ai vui đêm nay. Mưa, mưa vẫn lạnh lùng mưa bay, ngăn cánh bọn mình đêm nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi em đêm, lời thương anh khắc ghi một đêm. Để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu ta cho nhau bao giờ quên. Vâng, đó chính là cái bài hát Đoạn Buồn Đêm Mưa. Đó, một bài hát cũng khá lâu rồi. Đó, nhưng mà sau khi chị Phương Hằng đã hát trong cái livestream của mình thì bài hát này bỗng nhiên hot lại. Và ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên Sơn Sàm hát cái bài này. Kính thưa quý vị, như vậy là chị Nguyễn Phương Hằng đã chính thức dừng lại cuộc chơi nha. Đã ngừng lại cuộc chơi. Và theo thông báo mới nhất thì chị Nguyễn Phương Hằng đã đóng tất cả các kênh YouTube của mình. Đó, kèm theo đó là những cái trang Facebook có liên quan cũng đóng luôn. Đó. Và theo như chia sẻ của chị Nguyễn Phương Hằng, đó chính là đến đây là đã đủ rồi. Những gì chị làm được thì chị cũng đã làm. Đó. Và bây giờ là đã đến lúc trả lại cái vấn đề cho cộng đồng, trả lại cho pháp lý. Và chị đã đến lúc nghỉ ngơi. Và ngày hôm qua thì trong cái buổi livestream thì chị nói như thế, nhưng mà sáng hôm nay thì cũng một nguồn thông tin mà Sơn Sàm nhận được thì hình như chị đã dừng lại thiệt ha, không còn là tin đồn nữa mà chị đã bắt đầu ngưng. Thì kính thưa quý vị, sau một khoảng thời gian dài mà chiến đấu là cũng là 6 tháng trời, bắt đầu là cái việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên đó, và gần đây nhất là rất là nhiều cái lùm xùm đó, với rất là nhiều cái cá nhân tổ chức đó có ảnh hưởng đó, và rất là nhiều vấn đề đã được moi ra, như là nhà báo Hai Mặt rồi rất là nhiều người cấu kết này kia, rồi cũng như là cái vấn đề sao kê từ thiện, rất nhiều vấn đề đã được lôi ra đó. Và đến lúc này thì xã hội thì cũng đang rất là hưởng ứng náo nhiệt, cũng như là dành một cái sự quan tâm rất lớn đó. Và bây giờ khi mà nó gần đến đích rồi đó, thì bây giờ chị Nguyễn Phương Hằng đã dừng cuộc chơi đó, và trả lại cho dư luận.
thì cũng có một số người rất là hoang mang, rất là người, một số người rất là tiếc nuối, cũng như rất một số người rất là hụt hẫng. Thì với một cái tư cách là một cái khán giả trung lập như Sân Sàm TV, thì Sân Sàm TV nghĩ đó cũng là một cái điều hợp lý đó. Thì trước hết thì chúng ta cũng cảm ơn đó chị Hằng đã đứng lên trong cái thời gian qua là quyết liệt để mà vạch ra những cái này, những cái kia, những cái vấn đề của xã hội đang được quan tâm. Đơn cử như là cái vụ ông thằng Y đó, cái vụ ông thằng Y là một cái giống như là một cái thành tích mà gọi là đáng nể nhất để không còn nhiều người bị lừa nữa đó, không còn nhiều người phải tin vào những cái vấn đề này kia, đúng không, là tiền mất tật mang, có người phải bỏ mạng đó, cái vấn đề chữa bệnh là không có khoa học như thế đó, lừa gạt tiền bạc của người ta như thế đó, còn rất là nhiều cái vấn đề nữa. Nhưng hiện tại thì cũng chưa có rõ ràng đó, những cái vấn đề này thì đang chờ cơ quan điều tra như là sao kê từ thiện, rồi những cái vấn đề nhà báo hai mặt, hay là những cái vấn đề đó cấu kết phản động ba que ba sọc là này nọ phá hoại rồi đó, những vấn đề này thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra và làm rõ đó. Nhưng mà trước hết thì cũng để lại được những cái kết quả nhất định ha, trong cái cuộc chiến này chị Nguyễn Phương Hằng cũng để lại những cái kết quả nhất định. Thì có rất là nhiều vấn đề được đưa ra hôm qua đến giờ cũng có rất là nhiều cái giả thuyết đó. Cái giả thuyết thứ nhất là chị Phương Hằng là không có chịu nổi áp lực đó, đã đến lúc nghỉ ngơi, đã quá mệt mỏi, đã bị quá nhiều người tấn công, chị phải tự vệ đó, và chị muốn cơ quan nhà nước vào cuộc để mà chị được được một cái sự bảo vệ bản thân đó, và chị rút lui đó. Và cái giả thuyết thứ hai đó chính là chị bị một cái thế lực nào đó, cũng như là bị tác động ở thế lực bên ngoài đó, khuyên chị là không có được này nọ nữa, để mà người ta đó cũng có một cái giả thuyết nữa là gì, cơ quan chức năng đã vào cuộc đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc và hiện tại là đến lúc chị Hằng phải nghỉ ngơi rồi đó, phải chờ cơ quan nhà nước người ta vào làm việc ha. Đó thì cũng rất là nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng mà hiện tại chính xác thì chị Hằng đã nghỉ rồi ha, đã nghỉ. Thì đang còn rất là nhiều cái vấn đề dang dở, nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái sự quan tâm lớn của dư luận như thế này thì bắt buộc cơ quan nhà nước sẽ vào cuộc đó, sẽ vào cuộc, chứ không vào cuộc thì nó sẽ không có làm thỏa mãn lòng dân ha. Người dân người ta rất là tò mò, đặc biệt là những cái vấn đề sao kê từ thiện, rồi những cái vấn đề mà thần y, rồi những cái vấn đề lừa đảo rồi này nọ, rất là nhiều cái việc đó, cứ như bà Hằng bà lôi ra rồi đó, thì bây giờ phải vào cuộc xác minh, đúng không? Thì nói chung cộng đồng mạng bây giờ cũng đang rất là quan tâm cái vấn đề này đó. Thì Sân Sàm cũng sẽ cập nhật liên tục những cái động thái mới nhất, cũng như là những cái diễn biến mới nhất trong cái drama này đó. Và tôi tin rằng thì cái drama này chưa khép lại đâu bà con. Cuộc chiến bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi đó, chứ cũng chưa kết thúc đâu, tại vì bây giờ những cái vấn đề còn rất là nhiều đó, nó chưa có xử lý được rốt ráo. Và sau khi cái tình hình dịch bệnh mà nó ổn á, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và điều tra làm rõ tất cả mọi vấn đề, đúng không? Tại vì dư luận đang quan tâm quá lớn mà, nó cũng rất là nhiều người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không? Và hiện tại có những cái vấn đề nó chưa được xử lý triệt để, cho nên người ta không có cam tâm đó. Cho nên cơ quan chức năng sẽ làm rõ hết tất cả những vấn đề mà bà Phương Hằng đã nêu ra từ trước đến giờ đó. Với lại có một cái suy nghĩ, một cái quan điểm cá nhân nữa là gì? Ví dụ như là cơ quan chức năng mà vào cuộc á, mà bà Nguyễn Phương Hằng vẫn nghĩ á, thì tôi nghĩ nó cũng hợp lý, nó cũng đúng, đúng không bà con? Đúng không? Tại vì hồi trước đến giờ thì người ta đang tìm thu thập chứng cứ, cũng như đang chống dịch các kiểu, người ta chưa vào làm quyết liệt. Và bây giờ khi mà cơ quan người ta vào thì bắt buộc bà Hằng bà phải im lặng. Bà phải im lặng để làm chi? Để người ta tập trung, người ta điều tra, chứ không lên nói lộ hết cái hoạch người ta sao, đúng không? Hoặc là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái công tác điều tra phá án, đúng không? Cho nên bà Hằng bà im lặng trong cái giờ phút này thì tôi nghĩ nó cũng hợp tình hợp lý, đúng không? Nó cũng hợp tình hợp lý đó. Và bà cũng đã moi ra được rất là nhiều cái vấn đề của xã hội rồi đó. Còn lại thì tất cả những cái cá nhân hay tập thể nào mà cảm thấy không hài lòng, không cam tâm, đúng không? Đó thì có thể kiện bả. Đó bây giờ cứ kiện bả. Đơn cử ví dụ như bây giờ anh Đàm thì cứ kiện thì bả vẫn phải hầu. Đó. Còn ví dụ như vấn đề bả đã nêu ra như thế
đã nêu ra như thế, cộng đồng mạng quan tâm như thế, thì bây giờ cái trách nhiệm của những người bà nêu tên á thì bây giờ phải là chứng minh mình trong sạch, chứng minh với cộng đồng, như là vấn đề của Công Vinh và Thủy Tiên này nọ. Bây giờ thì cho dù bà Hằng bà có nghỉ đi nữa, bà có không có chiến đấu nữa, nhưng mà cũng phải đi chứng minh với cộng đồng, đúng không? Đó, hay là những cái vấn đề từ thiện của anh Đàm hay là của một số người nữa đó, thì bây giờ là phải chứng minh với cộng đồng, chứ đâu cần bà Hằng, đâu phải chứng minh cho bà Hằng, đúng không? Đâu phải chứng minh cho bà Hằng. Cho nên bà Hằng vẫn có lý khi nói một câu là bà trả lại đó, bà trả lại cho cộng đồng và bà trả lại cho pháp lý. Bà thấy bà làm những gì đến với giờ phút này là bà đủ rồi đó, bà thấy bà hài lòng rồi đó. Còn ai mà cảm thấy mình bị vu khống hay xúc phạm gì đó thì cứ kiện đó. Cho nên tất cả cái việc, mọi việc bây giờ thì nó nằm ở trong cái vòng pháp lý đó, tôi nghĩ nó cũng hợp lý đó. Và một suy nghĩ theo quan điểm của tôi nữa, thì bây giờ bà nghĩ nữa cũng là tốt, chứ không lẽ ngày nào cũng ra rã kêu gào mà chửi bới như thế thì nó cho tới lúc nào, đúng không? Cũng phải tới lúc dừng lại đó, mà dừng lại cái lúc này thì tôi nghĩ nó cũng được đó. Dừng lại trong cái lúc mà bà đang được nhiều người ủng hộ đó, thì tôi nghĩ thì nó cũng là cái tốt cho bà Hằng. Ừ. Đó, và bắt đầu là khi mà cơ quan chức năng vào cuộc thì những cái lãnh đạo cấp cao người ta cũng sẽ lắng nghe. Ví dụ như bây giờ cộng đồng mạng người ta đang quan tâm quá thì lãnh đạo người ta cũng phải nghe, và bắt đầu người ta cũng sẽ tiến hành xử lý để thỏa mãn cái lòng dân, đúng không? Để người ta gỡ những cái khúc mắc ở trong cái xã hội này. À, và đương nhiên khi mà tình hình dịch bệnh rồi kinh tế nó ổn định lại thì người ta vào cuộc, người ta làm rốt ráo hết. Và tôi tin rằng cái vụ này nó rất là lớn. Nó lớn lắm chứ không phải là nhỏ đâu, nó không có đơn giản đâu quý vị. Ừ. Thì hồi sáng giờ có rất là nhiều cái lùn ở trên mạng là kêu là bà Hằng đã bỏ chạy, hoặc là bên phía bên kia là sẽ chiến thắng rồi các kiểu, đâu có vội được chứ đâu. chạy cái gì, cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu mà. À, khi nào mà cơ quan pháp lý người ta vào rồi người ta làm việc rồi mới trắng đen, mới rõ ràng ai đúng ai sai đó, thì khi đó thì chúng ta mới kết luận được, thấy không? Còn bây giờ thì bà Hằng bà nói là bà đâu có chạy đâu, làm gì có bỏ chạy, mà trên mạng thì có những cái người nó đục, nó té nước theo mưa. Làm gì có chuyện bỏ chạy, bà sẽ đóng lại đó, và bà tạm dừng và bà trả lại cho cơ quan pháp luật, đúng không? Rồi thì tôi nghĩ là cuộc chiến bây giờ nó mới bắt đầu chứ nó không phải là kết thúc đâu quý vị, chưa đâu. Rồi chúng ta sẽ theo dõi ha, chúng ta cũng cùng nhau là phải dõi theo cái sự việc này để xem thì cơ quan nhà nước người ta xử lý như thế nào đó, rồi tất cả mọi cái vấn đề mà bà Hằng đã đưa ra sẽ được giải quyết ra làm sao ha. Và cái cốt lõi, cái cuối cùng á, thì ai cũng mong là gì, ai cũng mong là công lý nó sẽ giành chiến thắng, đúng không? Ai cũng mong là cái mọi việc đưa ra sáng tỏ hết, đúng người đúng tội đó, ai có công thì thưởng, ai có tội thì phạt, đúng không? Mình thì mình không có ở phe nào hết, nhưng mà mình phải ủng hộ cái đúng đó. Ví dụ giờ cơ quan chức năng vào cuộc đó, ai sai cái gì phải lôi ra chịu trách nhiệm trước pháp luật, đúng không? Hoặc giả là nếu như bà Hằng bà có sai cái gì đó thì bà cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vậy thôi đó. Quan trọng là nó công minh công bằng đó, ai có công thì thưởng, có tội thì phạt đó, nó phải trắng đen rõ ràng hết. Chứ bây giờ hiện tại thì nó còn rất là nhiều cái vấn đề, còn quá nhiều cái vấn đề nó còn mập mờ, và nó chưa có xử lý triệt để, cái kiểu như là nó chưa có đã đó quý vị, nó chưa có đã. À thì Sơn Sàm sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin mới nhất cho tất cả quý vị. À, và cuối chương trình như thường lệ sẽ là cái chuyên mục Vì Cuộc Sống Ấm No. À, ngày nào cũng phải bán hàng thôi quý vị. Ừ. Rồi bữa nay có những sản phẩm để giới thiệu cả nhà mình đó, có quay trở lại mới nhập về cái sản phẩm tiêu chảy nè. Đây, cái thuốc tiêu chảy của Nhật Bản nha, cực kỳ hiệu quả luôn đó. Mỗi gia đình chúng ta nên có 1-2 lọ như thế này để trong nhà ha đó. Các anh chị hay đi nước ngoài hay đi ngoài ra nước gì đó, trời ơi, 1-2 viên vô là nó cầm liền luôn đó, nó hiệu quả cực kỳ nha, cái thuốc tiêu chảy của Nhật Bản nha. Rồi một chai như thế này là 340.000 thuốc tiêu chảy của Nhật Bản nha. Rồi tiếp một sản phẩm đó là gì, đây vitamin C nè đó. Vitamin C này là một lọ 500 viên, một lọ 500 viên đó, 1.000.000 đồng nha, 1.000.000 đồng một lọ 500 viên như thế này đó. Rất là nhiều sản phẩm rồi đây nữa, ví dụ như vitamin C nè đó, cái này thì 120 viên thì 250.000 đó. Rồi vitamin D nữa đó, rất là nhiều cái vitamin viên uống ở đây, có nhiều sản phẩm mới cho bà con mình nha đó.
Rồi cái sản phẩm giới thiệu tiếp theo là gì? Đây cái Fukudang, cái Fukudang của Nhật Bản nè. Đó, nhà nào mà có anh chị nào mà có người thân á, đang điều trị xạ trị á, ung thư á, đó, thì cái sản phẩm Fukudang này là một cái sản phẩm cực kỳ tốt của Nhật Bản. Đó, nó giúp bẻ gãy cái tế bào ung thư và nó hỗ trợ cái sự phục hồi của cơ thể rất là nhanh ha. Đó, cái này là 3,5 triệu nha, 3,5 triệu. Đó, phòng ngừa hoặc uống điều trị cũng được nha. Fukudang này là điều trị ung thư số 1 Nhật Bản nha cả nhà. Rồi tiếp theo đó là gì? Như là dầu nóng nè. Đây, dầu nóng xoa bóp Yoko nè. Đó, cái dầu nóng xoa bóp này các anh chị mình chơi thể thao hay là mình đi nương đi rẫy rồi gì đó. Đó, nó nhức mỏi gì đó là mình xoa vô là hết trơn luôn nha. Đó, dầu nóng này là 290 nè. Đó, rồi tiếp tục là gì? Đây, cái viên uống pH trắng da. Đó, cái này thì bổ sung collagen làm cho da dẻ mình trắng sáng, đó, trắng hồng rạng rỡ nè. Đó, cái viên uống này thì cực kỳ hiệu quả dành cho các anh các chị nam nữ BD làm đẹp đều được hết nha. Đó, cái viên uống này thì 120 viên trong này, 120 viên uống được 2 tháng. Đó, cái da nó hồng hào như da em bé nha, càng uống càng đẹp. Cái này là 2,150 triệu nha. Rồi tiếp là gì? Sản phẩm gel hôi nách nè, gel trị hôi nách nè, các anh chị bị viêm cánh nè, đó, dở cái nách lên nó hôi nè, có mùi đó, thì cái này là 350, đó, 350. Còn rất nhiều sản phẩm khác như là đây là xoang nè, đó, viêm xoang của Nhật Bản Chikunai nè, đó, 224 viên cực kỳ hiệu quả luôn. Cái này là 1,750 triệu nha, 1,750,000. Rồi ok, tiếp theo sẽ là gì? Là miếng dán thải độc. Đây, cái miếng dán chân, cái này thì bán chạy nhất bữa giờ. À ha, khi cơ thể mình cảm thấy uể oải mệt mỏi đó thì mình cứ ngâm chân ở trong nước ấm khoảng 10 đến 15 phút, xong đó mình tháo hai cái miếng ra mình dán lòng bàn chân. Hai cái miếng thuốc này nó có cái dược liệu trong này nha. Đó, nó hút cái chất độc của cơ thể mình. Sau đó mình dán hai cái miếng băng màu trắng lên, mình ngủ tới sáng mình lột ra thì cơ thể mình trời ơi nó nhẹ nhàng, nó khỏe cực kỳ nha. Một hộp này là 36 miếng là 950 ngàn nha. Rồi dạ dày cô qua nè, ở nóng ở chua nè, đó, đầy hơi khó chịu nè, 750 nè. Đó, rồi thuốc bổ mắt Hitomi nè, đây bổ mắt nè. Đó, sử dụng máy tính nhiều rồi các những người lớn tuổi mắt mũi kèm nhèm nè, đó, nó làm cho mắt mình không bị mỏi nè, khỏe mắt nè. Đó, cái này là 750 luôn nha, 750, 60 viên uống được 1 tháng. Đó, và đặc biệt có những cái sản phẩm như là gì? Nano giải độc gan, cái này là siêu phẩm hàng cao cấp luôn. Đó, giải độc gan, khi mà gan mình nó có những cái vấn đề mà nó không có thải độc được, những cái bệnh về gan này nọ thì mình nên uống cái này nha. Đó, nó hỗ trợ cho gan, nó làm cho gan mình thải độc ra. Khi mà dùng từ 4 đến 6 viên này thì khi mình ngủ dậy buổi sáng mình đi tiểu, nước tiểu mình nó hôi rình luôn. Nước tiểu mình nó hôi cực kỳ, hôi lắm luôn. Đó, uống từ 2 đến 3 hộp này thì cái chức năng gan mình nó trở lại bình thường nha. Cái nano giải độc gan này thì 3,5 triệu. Đó, nano giải độc gan 3,5 triệu. Rồi hoạt huyết dưỡng não Yonosi, đây cái này cũng siêu phẩm hàng cao cấp luôn. Hoạt huyết dưỡng não Yonosi này thì gì? Khi mà những người mà hay bị hoa mắt này, chóng mặt này, đó, thiếu máu não là nó bơm oxy, nó bơm máu lên não không kịp, tê tay tê chân các kiểu, đau vai gáy các kiểu, là mờ mắt rồi đó, thì cái này là nó làm cho mà máu mình nó lưu thông nha. Đó, nó làm cho tăng cường trí nhớ minh mẫn, nó bổ thận các kiểu hết đó. Rồi cái này là hoạt huyết dưỡng não này 3,5 triệu luôn nha. Đó, 3,5 triệu luôn. Đó, rồi như là trị nám Transino, trị nám 1,750 luôn nè. Đó, rất là nhiều. Rồi ở đây ví dụ như là viên uống trị bạc tóc nè. Viên uống trị bạc tóc này, một liệu trình 3 gói này là 2,4 triệu nè ha. 3 gói này 2,4 triệu. Đó, nó giúp cho tóc mình, những người nào bị bạc sớm đó ha. Đó, nó đen lại, nó đen như mung luôn và hiệu quả rất lâu dài nha. 2,4 triệu. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa ở trong cái Zalo nè. Đây là hàng Nhật nha, hàng gia đình của Sơn Sàm, nhập trực tiếp từ Nhật Bản, bảo đảm là hàng 100% chất lượng Nhật. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả hàng nhái thì cứ gửi ngược lại cho Sơn Sàm, Sơn Sàm hoàn tiền gấp 10 lần nha, bảo đảm 100% hàng Nhật, chất lượng Nhật, uy tín nha cả nhà. Rồi mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Các anh chị mình vô trong Zalo này mình tham khảo nha, hoặc mình gọi điện này, số điện thoại này mình gặp Sơn Sàm. Đó, ở trong này nó có rất là nhiều hàng, có 100-200 mặt hàng luôn. Đó, giới thiệu không hết đâu, cho nên mỗi livestream là Sơn Sàm giới thiệu có một số món thôi nha. Rồi cảm ơn cả nhà, rồi chúc tất cả mọi người sức khỏe, bình an vượt qua mùa dịch.